Sáng hôm nay bơm đi ra ngoài sông lấy một ít ruột hầu. Bây giờ nước nó đang rút mạnh lắm. Mọi người xem nó nằm sát cái gốc cây luôn nè. Nhìn béo ngon chưa? Con nhỏ nhưng mà béo. Này, ở đây có tấm tôn bể mà nó bám mấy con bên trên nè. Mọi người thấy không? Đây, để con quay rõ cho mọi người xem. Một con nè, hai con nè, ba con nè. Bên cái ly nè, cái ly nhựa mà nó bám nè. Bít luôn. Chỗ nào nó bám được mà nó bám hết à. Đây. Hai con. Ba con. Bom đang đục ở ngay cái góc này á, ngay dù ở bên trên, tưởng cái gì hóa ra là có nguyên một tổ ong luôn. Đây mọi người xem nè. Đó. Nó bay xuống nó đốt bom rồi, mà cũng may nó đốt một cái ngay cổ à. Ngay cái góc này quá trời hầu luôn, giờ không biết sao mà đục nữa. Gặp nó là chạy không kịp luôn á. Đi ở trong này á là mình phải nhìn trước rồi mới dám đi nha. Tại vì ong nhiều lắm. Nó béo nè. Đây xem nè. Ở bên trên này có nguyên một tổ lớn luôn mà nó bỏ rồi. Ở cái bên bên thấy còn có hai con nè. Đây, nó đang xây là cái tổ nhỏ nhỏ nè. Thường mấy cái mắm này nó làm tổ nhiều lắm. Ôi, cái ủng bom đạp xin bay vô trong này luôn rồi. Bom đục như đầy đủ ăn rồi nha. Bây giờ mình sẽ về nhà làm món nha. Đầu tiên là bom sẽ mang mấy con hầu này đi xào trước. Như vậy là được rồi. Bây giờ bom sẽ bắt cái nồi cháo lên. Trong lúc chờ cái nồi cháo này chín á, thì bom sẽ ra ngoài hái ít trái mặn ăn. Cái mặn này của nhà bom bữa trước nó cao lắm. Bây giờ mình chặt thấp xuống rồi. Tại vì nó cao mình không có chùm lại được á, bị sâu nó ăn hết à. Trái chùm chùm luôn. Đây mọi người xem cái nhánh của nó ra trái non quá trời luôn nè. Chùm này sắp chín rồi. Rồi, bom mời mọi người ăn mặn với bom nha. Ngọt lắm cả nhà ơi. Cái này có muối chấm rất là ngon luôn. Ở bên này nồi cháo của bom cũng đã nhừ rồi nè. Bây giờ bom sẽ cho hầu vô. Cho một ít tiêu. Thơm thơm. Lái vô nữa là nhắc xuống ăn thôi. Rồi, bom sẽ nhắc xuống nha. Tô cháo của bom đã chín rồi. Bây giờ bom mời mọi người cùng ăn với bom nha. Bom mời mọi người nha. Bây giờ cháo ngon có nên nó ngon không mọi người? Tại vì bữa trước có một anh nói với bom á là nấu không ngon cũng vẫn bảo ngon. Anh nói với bom như vậy á. Thì anh nói đúng rồi á. Có thể là không ngon với ảnh nhưng mà ngon với bom nha. Tại vì theo bom nghĩ á là không có đầu bếp nào mà nấu ngon hơn bằng chính bản thân mình tự nấu cho mình ăn. Tại vì khi mình nấu á, thì mình sẽ nêm nếm gia vị theo cái khẩu vị của mình. Nó hợp khẩu vị là tự động nó ngon à. Với lại bình thường bom đi bắt con này con kia xong về đói bụng á, là mình nấu xong ăn cái gì đó cảm giác nó cũng thấy ngon hết á. Công nhận là hàu nó cháo ngon lắm mọi người ơi. Cái nước nó ra béo lắm.